thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi ất mão sinh năm 1975 nam mạng nam mạng ất mão cung tốn trực bế mạng đại khê thủy khắc sơn hạ quả con nhà hắc đế phú quý ông quan đế đậu mạng tổng quan tử vi nam mạng tuổi ất mão tuổi ất mão là con người sống độc lập tự thân lập nghiệp không dựa dẫm trông chờ vào bất kỳ ai Cuộc đời họ dù gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng về sau công thành danh tội ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan và yêu đời. Tuổi ất mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài từ năm từ 80 tuổi đến 95 tuổi. Về tình duyên, tuổi Ất Mão sinh vào các tháng Duyên 2, 3, 4, năm và tháng 9 âm lịch, tình duyên có phần kém may mắn, phải trải qua nhiều cuộc tình mới tìm thấy được một nửa đích thực của mình. Có một số người tuổi Ất Mão quá kén chọn trong việc tìm bạn đời. Bởi vậy họ thường có xu hướng kết hôn muộn. Tình yêu chân chính phải xuất phát từ từ trái tim, đồng cảm và sự thấu hiểu tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất mão sinh vào các tháng 6, 7, 11 và tháng 12 âm lịch. Tình duyên thuận lợi, sớm được, gặp được ý trung nhân. Đôi lứa yêu nhau say đắm, khi kết hôn có cuộc sống gia đình hòa thuận, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Gia đạo và sự nghiệp, nam mạng tuổi ất mão may mắn thuận lợi về cả hai yếu tố gia đạo lẫn công danh. Cuộc sống ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng về sau được hưởng tài lộc sung sướng, chỉ cần có ý chí và lòng quyết tâm bền bỉ mọi khó khăn đều sẽ vượt qua tuổi hợp làm ăn tuổi ất mão là những người nhanh nhẹn thông minh sáng suốt và có đầu óc phân tích nhạy bén khi làm việc họ tập trung cao độ không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì dù có phải trải qua khó khăn thử thách tuổi ất mão cũng sẵn sàng vượt qua tuy nhiên để công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi hơn họ nên hợp tác với những tuổi quý sửu kỷ mùi bính thìn và nhâm tuất lựa chọn vợ chồng kết hôn với những tuổi bính thìn nhâm tuất quý sửu kỷ mùi tâm đầu ý hợp thấu hiểu và đồng cảm với nhau sâu sắc nếu ất mão kết hôn với những tuổi kể trên sẽ có cuộc sống sung sướng hòa hợp ổn định cả đời không lo thiếu thốn khổ sở kết hôn với những tuổi ất mão mậu thìn tân dậu cuộc sống dù không giàu sang phú quý nhưng cũng không phải chịu khó khăn thiệt thòi có đời sống tình cảm phong phú vợ chồng hòa thuận chung sống thủy chung nghĩa tình nếu kết hôn với những tuổi mậu ngọ quý hợi quý tỵ cần phải lắng nghe chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa mới có thể tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ trong cuộc đời tuổi ác mão có những giai đoạn kém may mắn không thích hợp làm ăn lớn hay tiến hành việc quan trọng như ăn hỏi cưới sinh đó là ở độ tuổi 16 22 28 34 38 và 40 tuổi nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp ứng xử của mình mà tuổi ất mão được mọi người xung quanh yêu quý tin tưởng những người sinh vào các tháng 2 tháng 4 tháng 8 tháng 9 tháng 10 và tháng 12 âm lịch có số đào qua nhiều người thương thầm nhớ trộm đời sống tình cảm phong phú tuổi đại kỵ để công danh sự nghiệp tình duyên thuận lợi hơn người ta thường tránh những tuổi không hợp với mình nam mạng ất mão kỵ với tuổi giáp tý bính dần giáp dần mậu thân nhâm tý và canh thân nếu đã kết hôn với những tuổi kỵ với mình bạn cũng đừng quá lo lắng bởi thực tế hai người có hợp nhau hay không còn tùy thuộc vào thái độ của từng người nếu cách nhường nhịn quan tâm nhau hai bạn sẽ có một đời sống hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc năm khó khăn nhất trong cuộc đời sẽ có giai đoạn của tuổi ất mão phải đối mặt với nhiều khó khăn ập đến cùng một lúc công việc gặp nhiều khó khăn thậm chí họ sẽ phải trải phải đối mặt với nguy hiểm nếu muốn vượt qua lúc ấy tình yêu chính là liều thuốc tinh thần giúp cho họ có thêm động lực chiến đấu và với khó khăn và thử thách nhưng thật không may mắn dường như tình yêu của họ cũng rơi vào tình trạng rạn nứt đổ vỡ trong cuộc sống có những lúc khó khăn dồn dập nói tiếp nhau khiến cho con người vô cùng mệt mỏi nhưng nếu mạnh mẽ đối mặt tuổi ất mão sẽ càng ngày càng trưởng thành và tự tin hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất tuổi ất mão là những người thông minh có ý chí kiên định và sự sáng tạo Họ luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp vững chắc và ổn định. Để tăng thêm may mắn cho mình, tuổi Ất Mão nên tiến hành một dự án kế hoạch quan trọng nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ để xuất hành. Diễn tiến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian chập chững lập nghiệp của Nam Mạng tuổi Ất Mão. Tuy công việc còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt nhưng nhờ vào sự kiên trì và may mắn về tài lộc Họ sớm ổn định được sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, năm 23 tuổi cần đề phòng vấn đề về sức khỏe. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, ở độ tuổi này, về tình yêu có nhiều dấu, có nhiều dấu hiệu mâu thuẫn rạn nứt. Dù rất bận rộn trong công việc, nhưng người tuổi Ất Mão nên dành thời gian để quan tâm chăm sóc người bạn đời, gia đình của mình. Trong giai đoạn này, sự nghiệp vẫn phát triển ở mức ổn định. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, cung tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, gia đình sung túc, hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để dành đầu tư kinh doanh lớn, phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, năm 31 và năm 32 tuổi cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi năm 36 và 37 tuổi cần chú ý những vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan coi thường bệnh nhẹ. Từ năm 38, năm 40 tuổi công việc có nhiều tiến triển tốt, cuộc sống sung sướng, không lo thiếu thốn. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, ở độ tuổi này, nam mạng tuổi ất mão, làm việc gì cũng phải cẩn thận, chậm rãi nhưng chắc chắn, không nên nóng vội, ẩu đ... nếu không công việc sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng cung tình duyên có phần may mắn hơn gia đình có nhiều niềm vui và hạnh phúc từ năm 46 đến năm 52 tuổi nhìn chung ở giai đoạn này tuổi Ất Mão có cuộc sống ổn định công việc thuận lợi gia đình hòa thuận không vướng vào những chuyện âu lo buồn phiền Tuy nhiên vào những năm 46 47 và 52 tuổi cần đề phòng mất tài sản sức khỏe có phần giảm suy giảm nhưng không có gì đáng lo ngại từ năm 53 đến năm 55 tuổi ở độ tuổi 53 tuổi Ất Mão có nhiều niềm vui trong cuộc sống công việc thuận lợi gia đình có nhiều niềm vui hơn đến năm 54 và năm 55 tuổi cần đề phòng bệnh cũ tái phát hao tiền tốn của năm 56 đến năm 60 tuổi những khó khăn gian khổ đã đi qua đây là giai đoạn tuổi Ất Mão được hưởng cuộc sống sung sướng an nhàn đầy đủ nên tích cực làm nhiều việc thiện giúp đỡ nhiều người để tích đức cho con cháu sau này xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại